Tin buồn, nghệ sĩ Phi Nhung qua DSTHO kênh 14 đưa tin. Trưa ngày 28 tháng 9, thông tin ca sĩ Phi Nhung đã chút hơi thở cuối cùng sau chuỗi ngày chiến đấu với COVID-19 khiến cả showbiz đau lòng và tiếc thương. Cố ca sĩ Phi Nhung hưởng dương 51 tuổi. Được biết, ca sĩ Phi Nhung nhiễm COVID-19 do tiếp xúc F0 lúc đi thiện nguyện tại thành phố Hồ Chí Minh. Cố ca sĩ được chuyển từ bệnh viện Gia An 115 sang bệnh viện Chợ Giấy điều trị vào đêm 26 tháng 8. Sau một tháng chữa trị tích cực nhưng tình trạng nữ nghệ sĩ ngày càng chuyển biến xấu và đã không qua khỏi. Sự ra đi đột ngột của Phi Nhung là mất mát và tổn thất lớn cho làng giải trí Việt. Hiện tại, rất nhiều nghệ sĩ đã vô cùng bàng hoàng và đau lòng nói lời tiễn biệt cố ca sĩ. Phi Nhung tên đầy đủ là Phạm Phi Nhung, sinh năm 1972 tại Pleiku. Phi Nhung sinh ra trong một gia đình không hoạt động nghệ thuật nhưng bản thân lại có đam mê lớn đối với nghề ca hát. Lúc sinh thời, ca sĩ Phi Nhung nổi tiếng qua các bài hát như Nhớ mẹ mồ côi, Hoàng hôn màu tím, Con gái của mẹ, Bông điên điển. Nữ ca sĩ và Mạnh Quỳnh là đôi bạn song ca nổi tiếng, chiếm trọn thiện cảm trong lòng khán giả trong và ngoài nước. Cố ca sĩ có cô con gái ruột tên Wendy Phạm đang làm y tá và sinh sống tại Mỹ. Chân dung chồng của nữ ca sĩ vẫn rất bí ẩn suốt nhiều năm qua. Ngoài cô con ruột nay đã 29 tuổi, Phi Nhung còn có 23 người con nuôi, trong đó Hồ Văn Cường, Thiêng Ngân. Được nữ ca sĩ tạo cơ hội cho phát triển nghệ thuật và cũng khá thành công. Nữ ca sĩ qua đời để lại vô vàn tiếc thương cho bạn bè nghệ sĩ và người thân fan hâm mộ. Theo thông tin chính thức, nữ ca sĩ đã qua đời sau thời gian điều trị bệnh COVID-19, hưởng dương 49 tuổi. Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do sức khỏe yếu, nữ ca sĩ đã không thể vượt qua bạo bệnh. Sáng 27 tháng 8, quản lý của Phi Nhung đã chính thức xác nhận thông tin nữ ca sĩ bị nhiễm COVID-19 và hiện đang điều trị tại bệnh viện Chợ Giấy. Trong quá trình Phi Nhung điều trị, có nhiều thông tin sai lệch phía người nhà và quản lý liên tục phải lên đính chính. Năm 1998, Phi Nhung là nữ ca sĩ ra nhiều album nhất và doanh số bán chạy thuộc hàng kỷ lục nên người trong giới và khán giả đặt cho nghệ danh nữ hoàng băng đĩa. Ngoài ca hát, Phi Nhung còn tham gia nhiều lĩnh vực khác như diễn viên truyền hình, diễn viên điện ảnh, nghệ sĩ cải lương, nghệ sĩ kịch nói, nghệ sĩ hài, MC. Xin chia buồn cùng gia đình nghệ sĩ.